Xin kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Hôm nay em giới thiệu đến nhà mình một bộ đài đẹp lung linh, rực rỡ luôn. Máy về còn có phần mâm đệ than rất là vip. Nguyên một bộ combo màu đỏ đẹp lung linh. Hàng mua trực tiếp tại siêu thị của Nhật về. Đẹp xuất sắc. Quá là đẹp. Bộ này mà chúng ta bày trong phòng khách, phòng audio thì quá là sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn. Một bộ đài rất VIP của hàng Sharp. Đây anh em mình nhìn thấy rõ model là GX3G. Nhìn bên ngoài nó VIP, nó đẹp lắm luôn các bác. Nguyên bộ combo màu đỏ, một cái màu mà được rất rất nhiều các bác cực kỳ yêu thích, bởi vì nó quá là đẹp. Nếu mà chúng ta tính luôn cả phần mâm đệ than, từ nguyên một bộ như này nó dài chiều ngang lên đến 1,02 m, cực kỳ hoành tráng luôn. Nếu chúng ta chỉ tính mình cái phần đài này thì chiều ngang là 68 phân, chiều cao là 25 phân và chiều sâu của máy là 21 phân. Mới cứng các bạn, càng ngắm càng yêu. Chúng ta sưu tầm được nguyên một bộ combo này là cực kỳ hiếm các bạn nha. Quá là sang trọng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mọi góc cạnh chi tiết này. Đầu tiên là phần mâm điện than. Mâm điện than thì các bác thấy là có hai tốc độ chuẩn 3345, ngoài ra có 1730. Ở đây chúng ta thấy là máy có đầy đủ những cái tính năng rất dễ sử dụng. Chúng ta tắt mở, máy tự động nâng hạ cần, rất là dễ chơi. Có phần nút tua để chúng ta chọn bài. Đầy đủ mọi tính năng. Nhìn cái mâm để than đẹp lung linh luôn. Quá là yêu luôn các bạn. Nắp Mikazin. Tất cả là nguyên bản 100%, đẹp xuất sắc. Máy về chỉ có thay dây cu loa thôi, mấy chục năm thì chúng ta phải thay. Mời các bác ngắm nhìn phần loa. Loa hai đường tiếng. Phần loa chép bên trên được làm rất kiểu cách điệu đà sang trọng. Kiểng loa, viền loa còn sáng bóng soi gương. Cái màu đỏ này phải nói là nó quá là đẹp luôn, rực rỡ bắt mắt. Và cái màu đỏ này thì các bác biết là nó sẽ rất là bền màu, nó sẽ bền mãi cùng với thời gian. Phần loa bát rất lớn này, loa bát này chắc cũng phải khoảng 18 18 cm. Mời các bác ngắm nhìn phần loa bên trái, đẹp đều như nhau luôn. Trời ơi, các cái kiểng loa, viền loa mấy chục năm rồi không tin nổi sao lại nó có thể đẹp như thế được nhỉ. Phải nói là ngày trước người ta làm mọi thứ rất là xịn sò cao cấp. Ui, một cái màu nó đẹp lắm luôn đấy, các bác cùng nhìn ngắm này. Đẹp quá đáng luôn đấy. Lung linh chưa các bác? Bộ này đã được điểm 10 chưa ạ? Thật sự những bác nào muốn sưu tầm những sản phẩm VIP, độc, chất, đẹp, sang và thậm chí là chơi đa năng nữa thì đúng là bộ này là hết ý rồi, chấm hết. Một cửa băng cassette ở mặt trước, các cái núm nốt các bác nhìn này ngắm này. Ôi sao mà nó đẹp thế. Sáng bóng soi gương. Đây em mở băng ra cho các bác cùng nhìn này. Đây. Đấy, đầu từ bánh tì bên trong mới chưa ạ? Mới cứng luôn. Quá là hoàn hảo. Băng có chế độ metal luôn các bác này. Đấy, có chế độ metal chơi chuyên nghiệp rất hay. Phần âm thanh thì các bác thấy là có 5 cần chỉnh equalizer cho chất lượng âm thanh tuyệt vời luôn. Bên này là ba lăng loa trái phải. Ở đây chúng ta có một cần gạt cho phần volume lớn nhỏ, các băng tần AM và FM cho phần radio. FM là 108, bắt được tất cả các đài Việt Nam. Quá tuyệt vời, FM 108 luôn. Ngoài việc chơi băng cassette chuyên nghiệp FM 108 AM, máy có phần đĩa than. Và chưa hết còn có cổng AUX là cổng line in, cổng cổng AV đấy, ta cắm AV ở mặt sau. Chúng ta có thể cắm các thiết bị bên ngoài như điện thoại, máy tính, chúng ta nghe nhạc. Như vậy là máy chơi rất đa năng, xịn sò cao cấp.
đa năng đẹp hay. Các cái phần quay sách này, sáng choang, soi gương. Đấy, đẹp lung linh. Nói chung là bộ này thì không biết là phải nói gì thêm nữa các bạn. Tất cả mọi thứ là quá hoàn hảo. Và thậm chí là máy có luôn phần đèn tia chớp nháy theo giai điệu của nhạc, quá là đẹp ở mặt trước đây. Khi mà chúng ta mở nhạc thì đèn nó sẽ chớp nháy theo giai điệu. Mời anh em mình cùng ngắm nhìn thêm một lượt nữa này. Lung linh quá. Rồi bây giờ trước khi em test chất âm thì em sẽ quay mặt sau, mời anh em mình cùng ngắm nhìn mặt sau luôn nhé. Mời các bác ngắm nhìn mặt sau. Sáp điện 100V. Đấy, em quay rõ số seri. Đây là phần máy, phần bên phần đài. Đấy, cạnh mặt sau. Các bác thấy là đây chúng ta có một cái cổng kết nối cho phần đây là mâm đĩa than này, mâm đĩa than chúng ta cắm bên này. Đây là cổng line in kết nối các thiết bị ở bên ngoài. Đấy, anh em mình nhìn qua khe thấy bên trong là nội thất sáng choang, sashi 7 màu, đẹp lung linh. Đây là phần loa các bác này. Đấy, ghi rất rõ nha, loa bass là 16 cm, loa chép là 5 cm, GX3R. Đây ạ. Điện 100V, công suất 40W. Rồi, rất đơn giản thôi. Bây giờ thì em xin mời anh em mình chúng ta chuẩn bị trải nghiệm test chất âm chi tiết cụ thể. Đầu tiên xin mời anh em mình chúng ta trải nghiệm phần cử băng cassette trước. Băng cassette chiếc này chơi rất là hay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một ca khúc quen thuộc, Lại Nhớ Người Yêu, trong một album của ca sĩ Đan Nguyên. Xin mời anh em mình. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt, buổi chiều còn gặp nhau đây. Trời xây thành lũy, biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chính ngự hồn anh. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương mình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình mơ ước bay bay. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn yêu. Thank you.
với niềm mơ ước bay quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều. Chất lượng âm thanh tuyệt vời luôn các bạn. Vừa nghe vừa ngắm vừa mê luôn. Một cái màu nó phải nói là nó đẹp lắm luôn đấy, không biết nói sao nữa. Nó đẹp lắm các bạn. Bên ngoài là chúng ta càng ngắm càng yêu là có thật các bạn. Đẹp rực rỡ thôi, thu hút mọi ánh nhìn. Phần băng cassette thì chơi phải nói là say đắm lòng người. Tuyệt vời luôn cho một siêu phẩm. Rồi bây giờ thì em xin mời các bác chúng ta nghe phần mâm đĩa than. À, chúng ta sẽ chọn cổng đĩa than ở đây. Còn đây là cổng này là phần line-in AUX. Các bác sẽ nghe cắm các thiết bị điện thoại vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hạ cần đĩa than xuống để chúng ta nghe thôi. Say đắm luôn. Chúng ta sẽ nghe một ca khúc của nam ca sĩ Trường Vũ, Gặp Nhau Làm Chi, trên mâm đĩa than của Sharp. Đây là GX3G. Xin mời các bác chúng ta đây bấm cái này để chúng ta hạ cần xuống đây. Gặp nhau làm chi, đêm đêm về tương nhớ. Gặp nhau làm chi, thương nhớ mênh mông. Người yêu người yêu, dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài muốn thế. Gặp nhau làm chi, lệ ướt ngần ngây. Tình đến rực rỡ, em cho tôi thức mơ. Tình xa tình lỡ, ta mượn những cơn say. Em ơi, em ơi, gặp nhau đến làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Chỉ một người lặng lẽ bước đi, đi trong cơn mưa tình xưa xót lặng nhau. Anh đang chơi với người ấy đã vô tình. Khi đường đời không cùng lối đi, gặp nhau làm gì? Thêm sâu thêm nhớ, gặp nhau làm chi? Tình đã phai phôi, người đến rồi đi, cho ta say giấc mộng. Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào trong cơn say. Đấy, các bác thấy khi mà chúng ta tắt này, cần tự động di chuyển đi vào này, và sau đấy thì mâm đĩa than sẽ dừng lại. Còn khi chúng ta mở này thì tự động cần sẽ chạy ra và hạ xuống, rất là tuyệt vời luôn. Cái phần đĩa này thì nó cũng hơi bị chảy xước nhiều, em test rất nhiều rồi cho nên là nó cũng bị chảy xước, nó hơi có lột xoạt, nên các bác cũng hết sức thông cảm. Quá là đẹp, hoàn hảo cho một chiếc máy quá sang trọng, rất là VIP, còn đầy đủ mọi thớt luôn. Đặc biệt là chúng ta thấy có cái phần thớt là mâm đĩa than là rất đáng quý. Nhìn một nguyên một bộ combo đẹp lung linh. Rồi bây giờ thì em xin test một chức năng cuối cùng, đó là phần radio sóng FM 108. Đây, các bác sẽ thấy là phần sóng FM này thì bắt được tất cả các đài ở Việt Nam rồi.
chúng ta sẽ chọn phần radio. Radio chúng ta sẽ chọn cổng thôi. Cổng nào nhỉ? Em kiểm tra coi là radio mở chỗ nào đây. Radio. Cái này là băng cassette này. Cái này là mâm đĩa than này. Đây radio đây các bác. Đây là radio. Còn đây là phần line in. Chúng ta sẽ kết nối các thiết bị điện thoại bên ngoài, chúng ta bấm cổng này. Nghe băng cassette cổng này. Mâm đĩa than là cổng này. Và đây là radio. Rồi, em sẽ dò sóng và mời anh em mình cùng trải nghiệm phần radio. Đấy là cái người đang rất là sợ. Nhưng mà chị nghĩ là về vấn đề nhân công thì có thể là nó sẽ ở cái giai đoạn ngắn hạn thôi. Vì hiện nay là chúng ta cũng biết là mặc dù mang tiếng là mình về quê có rau ăn rau có cá. Nghe bây giờ nhé. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những. Không bao giờ bỏ cuộc, vẫn cầm vợt ra sân bất kể nắng mưa. 10 năm kiên trì tập luyện, hoàn thành cuối chương trình là. Còn có những giải pháp nào để ngăn chặn loại tội phạm này? Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình pháp luật. Cách xử lý. Thực tế cho thấy rất nhiều bậc phụ huynh tá hỏa khi phát hiện con cùng với bạn trai hay là bạn gái đi xem phim, đến quán cà phê với những cử chỉ thân thiết trên mức bình thường. NDT, Army sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc như tư vấn. Bắt được rất nhiều kênh luôn quá. Chương trình khuyến mại hấp dẫn khi lắp đặt truyền hình. Quá nhiều kênh sóng rất nét. 86.826 mẫu cho 64.055. Rồi, như vậy là em đã vừa test xong. Giới thiệu đến nhà mình một chiếc đài của hãng Sharp GX3G, nguyên bộ combo màu đỏ đẹp keng sà beng, mới cứng cựa, một cái màu phải nói là quá là đẹp luôn, lung linh ngắm hoài không biết chán. Tất cả là chạy hoàn hảo, cực kỳ VIP. Rồi, bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại hoặc là qua Zalo. Các bác cứ gọi điện nhắn tin thoải mái. Em sẽ mong muốn được hỗ trợ tất cả các anh em mình một cách thông tin đầy đủ chi tiết nhất. Khi nào chúng ta cảm thấy sản phẩm phù hợp về mọi tiêu chí thì chúng ta lựa chọn không sao cả. Các bác cứ gọi điện nhắn tin cho em thoải mái hoặc là qua Zalo 0916950595. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.